Facebook, Google, trong một bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính phủ Mỹ có thể sẽ kiện các ông lớn công nghệ bao gồm Facebook, Google và Twitter vì cho rằng các công cụ trực tuyến này đang thiên vị Đảng Dân chủ và đàn áp các bình luận công khai của ông. Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, đại diện của Google cho biết rằng họ đang xây dựng các sản phẩm của mình với sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt để trở thành một nguồn thông tin đáng tin cậy cho mọi người mà không liên quan đến quan điểm chính trị. Về phần mình, Twitter cho biết trọng tâm của mình là cải thiện nội dung trên nền tảng mạng xã hội này bao gồm việc xóa đi các tài khoản giả mạo để ngăn chặn chia sẻ các nội dung độc hại kết quả là nhiều người nổi tiếng sẽ thấy lượng người theo dõi của mình bị giảm đi trong đó có cả tổng thống Donald Trump trên thực tế trong vai trò của một tổng thống mỹ Donald Trump đã không ít lần đăng tải nhiều nội dung vi phạm chính sách của Twitter tuy nhiên ông vẫn được giữ lại tài khoản của mình với tư cách một người của công chúng Hiện tài khoản Twitter của ông Trump có hơn 61,4 triệu người theo dõi và ông thường lựa chọn nền tảng này để đưa ra các thông điệp của mình đến công chúng. Với hàng tỷ người dùng, các nền tảng trực tuyến như Facebook, Google hay Twitter đang ngày càng khiến các chính trị gia lo ngại vì tầm ảnh hưởng của chúng với người dùng. Đặc biệt khi mà tình trạng tin tức giả mạo vẫn đang phát triển mạnh mẽ mà chưa có giải pháp nào để ngăn chặn. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, khi ông Donald Trump đã vượt qua đối thủ Hillary Clinton, nhiều nhà phân tích cho rằng, Facebook và Twitter đã đóng một vai trò lớn và quan trọng trong việc quyết định lá phiếu của cử tri Mỹ, góp phần giúp ông Trump vượt qua đối thủ để trở thành tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, giờ đây khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sắp đến gần, ông Trump lại lo ngại chính công cụ đắc lực đã giúp sức cho mình trong quá khứ có thể gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử trong tương lai.